Ở trời ơi, đó, mình kể đâu đó mà. Không, mình lãng xẹt vậy. Mình kể rồi, mình kể rồi. Hùng mít phải không? Hùng mít. Xấu ơi là xấu. Bây giờ bắt đầu từ người hồi trẻ xưa. Nhất. No, 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 bây no. Giờ phải ông bà chứ. Ông bà đi. Chưa làm kinh nghiệm chứ. Bà ơi, bà mắc cỡ. Hồi xưa tại sao tôi với lại bà xã tôi thương nhau, ví dụ vậy. Nhưng mà trước khi nghe đó, nói thầy đã, ông bây giờ lớn tuổi hay quên lắm nhá. Không phải nhớ gì, phải nhớ gì. Bà cố ơi, mấy cái chuyện đó ông cố không quên nổi. Tính con em. Hồi đó tôi đang học trường sĩ quan Thủ Đức. Thì có một hôm á, tôi được nghỉ phép, tôi sắp sửa đi về nhà đó, thì tôi thấy bà ấy đi vô, bà ấy, bà ở trong đó bà đi ra, ở trường sĩ quan Thủ Đức bà đi ra, bà xách một cái bị. Thế tôi mới không biết là sao, giống như bị tiếng sét ái tình. Tôi đi theo, tôi theo, tôi bảo tôi cô để tôi xách dùng cái bị cho. Thế bà đưa cái bị xách, xong tụi tôi mới lên xe buýt về về Sài Gòn. Thì tôi mới hỏi vì sao hôm nay cô đi thăm. Bà nói là tôi hôm nay tôi muốn thăm vì tôi có ông đi ở trong cái bộ chỉ huy mà huấn luyện quân sự đó. Đó. Thế là từ đó hai tụi tôi bắt đầu tôi đi mới quen bà ấy vì thế đó. Đó. Rồi khi mà tôi đến nhà bà đó, tôi đến nhà bà, tại sao tôi lại phải lấy bài gốc? Tại vì tôi sắp sửa bị chuyển ra vùng miền Trung. Yeah. Mà tôi đến nhà bà ấy thì tôi thấy có một ông không quân cũng đi xe tới, đi xe tới lên thăm. Thì tôi hỏi ông ở trong không quân thì ông mời bà đi đâu uống cà phê đi đâu đó xuống xe. Thế là tôi bảo thôi mình phải làm gấp chứ phải mắt gì đó. Mình cho ông cố một tràng vỗ tay thật lớn. Một công một câu chuyện tình rất lãng mạn. Dạ vâng. Em lãng xẹt xong rồi. Không, một cái câu chuyện này, câu chuyện thứ hai rất là lãng mạn. Cho anh Thiện, cho anh Thiện và chị Yến một tràng vỗ tay. Dạ. Dạ đúng rồi. Trời ơi, đu theo hai anh chị em. Chị không thể nào mà so sánh bằng mấy ông cha được. Người ta hy sinh hết. Không, không. Sao? Dạ, dạ. Sau đó, quay. Sau đó. Cha thiêng liêng là chuyện dễ. Không, không. Mình người đời mà mình thiêng liêng mới là chuyện. Không, mình phải sẽ sau đó mình sẽ hỏi hai cha tại sao mà động cơ nào là cha có thể đi được như vậy, thì cha sẽ kể cho mình tại sao nhá. Được chứ, không phải động cơ là cái gì. Được, vậy là em nói là cha cũng phải kể chuyện tình của cha. Dạ, không phải là tại sao mà cha bỏ hết tất cả mà cha đến với Chúa được. Đó là dạ đúng rồi. Thôi bây giờ ơi, cha Giang cha với Chúa. Thôi bây giờ thôi cha. Bây giờ như vậy đó cha Giang, cha nếu ai cũng thương cha hết thì cha cho trước khi tới già cha đi, cho cha Giang một tràng vỗ tay. Kính thưa quý vị. Dạ vâng. Em cứ đi vào cái sách này nhá, huấn ca này nhá. Rồi diễn tình ca này em kể ra. Dạ. Quan, nhưng mà cái câu chuyện của bác chưa xong. Tại xong rồi. Chưa. Em còn thắc mắc, em còn slow pepper. Bây giờ cũng như vậy. Cổ gì đâu á. Vỗ tay đi, vỗ tay. Vỗ tay thì cho nói. Bây giờ mới đây vui. Bây giờ cháu hỏi bác gái nè. Hồi đó bác trai kể là có hung quân đập trai. Ừ. Đang tán bác mà tại sao bác lại lựa bác? Quay để em trả lời cho. Bác. Đúng rồi. Người ta nói kính lão đắc thọ. Bây giờ cháu mơ những cái rắc rối của bác nè. Bác đang e lệ. Bác tới phiên cháu đi. Dạ. Cháu muốn rất lời. Tua hàng. Không. Dạ đúng rồi. Không. Không phải không, để con nghĩ nha. Thì con nghĩ bác đẹp trai hơn là cái ông không quân đấy. Chắc chắn. Cho bác một tràng vỗ tay. Dạ.
không quên đấu nghĩa là đẹp trai bằng bác ở đây đúng không? Con nhìn cha Giang, con nhìn đoán bác sẽ đẹp như thế nào? Con được nhìn thấy hình của hai bác, hai ông bà cố họ trẻ. Không, không, bây giờ ông ấy nói thiệt nha. Tấm hình mà chị biết cái bài hát mà gì bên bờ suối không? Lê Cô nó trời, Lê Cô bên biển hồ. Ồ mà em biết nhưng mà nó giống như một cái bài hát mà người ta nói gì bên bờ suối gì đó. Cái bài gì nghe mày giống như là trời ơi, bên bờ suối cái gì suối trời ơi. Cái gì suối? Chính suối hay là hay về đi xuống suối hay là chính suối? Nico sạch tóc bên bờ suối. Nhưng mà không. Nhạc tiền chiến. Ờ nhạc tiền chiến à. Không nói vậy chứ bây giờ ai cũng không khỏi nói thiệt. Con em đây gặp cha Giang còn rất là vui là tại sao? Nay nào cha cũng đi sáng và chiều đi hai tour luôn, thiếu nhi buổi sáng và thiếu nhi buổi chiều, và lúc nào cũng cầm cái tập là giống như là trong cái thời đó rất là nhiều sinh hoạt, hai suất luôn. Chà, tôi nhớ chứ, trời ơi, I remember nè, why I wear this one tại cha Giang. No, đây là this one, nhớ là cái thời cha Giang đó. I remember for real. No, lúc đó cha Giang mặc áo trắng mà mình nhớ. Yeah. Không đó là không ngờ đó. No. Hôm nay có cha đây sẵn đi xin tội luôn đó. Không, nói thật còn mới đầu á cha. Cái là gì biết không, nó đi với ma thì nó mặc cha, áo trắng. Không, nó đi với cha thì nó mặc áo trắng. Không, cha con nói thật với cha đó. Chắc đến là giống như phục sinh rồi. Trước khi giống như là sắp gì phục sinh rồi phải không? Thường trước phục sinh mình phải xưng tội. Sắp phục sinh mình phải xưng tội đúng không? Nhưng mà thật sự á, từ nãy con lái từ dưới đó lên khoảng 20 phút đó. Không. Không xưng tội á, mình phải chưa. Không, lát nữa lên một nha. Nè. Em mới xưng hôm nay đó. Bây giờ vậy nè. Em có thể chọn cha, em xin cha Luân hay cha Giang để mà em xin nha. Ok. Cha Luân. Cha Giang biết tụi này hết rồi. Không, mà nói thiệt nha, lúc đó thật sự cái người mà favorite trong nhà thờ đó mà có knowledge đó, vẫn là cha Giang. Nói thật trong lòng á, em cứ hồi đó suy nghĩ đó, nên tại vì khi mà hỏi đến bất cứ một sắp mà biết gì đâu, biết không không đợi không mà hỏi bất cứ cái gì á, còn uống đường không, cha Giang không cũng đều biết nữa. Dạ cho em vậy. Dạ cảm ơn đại ngộ. Cha nữa. Giang cho con, cha nó uống vô nhìn cha đẹp lắm. Không mà cha cho con hỏi cái động cơ nào hay là cái lý do nào hay là tại sao mà cha có thể bỏ hết. Không, không cái một cái gì cha cho cái feeling á, cha cho một cái gì, một cái gì, một cái động lực nào hay là suy nghĩ như thế nào mà cha có thể bỏ hết tất cả mà cha đi như vậy. Dạ đúng rồi, mà làm sao mà cha có thể mà bỏ hết tất cả, cái nhất là bỏ cả ông bà cố để mà giờ là đi là giống như là đoàn tụ với ông bà cố luôn, để mà ở lại để mà đi tu luôn cha. Rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Ồ, cảm ơn anh mình nghe cha nói về cuộc đời của cha. Dạ. Cha Giang được sao nữa cũng có cha Luân một tiếng con lấy trọng cha Luân về tinh thần đó. Dạ. Dù là bạn, dù là ngang ngửa, nhưng cũng có trọng trách về tinh thần đó. Cháu quay video như vậy, cha không bao giờ nói sự thật. Ồ, thế thì con sẽ tắt đi. Vậy con tắt đi. Không, cái này là từ vì nếu mà lên mạng mệt lắm. Không, con sẽ không lên mạng. Cái này con giữ suốt đời. Thôi bây giờ con cúp. Nhưng mà nhìn mặt nó có tin nó được không? Không. Bà cố biết.